Mình là Hoàng Anh, 31 tuổi. Mình là thành viên trong lớp MBL được Cục Hàng không phê duyệt vào ngày 12 tháng 1 năm 2023 và được đào tạo bởi Bamboo Airways và BA Training. Trước khi theo đuổi nghề phi công thì mình có gần 10 năm kinh nghiệm làm một salesman, đặc biệt là trong ngành thực phẩm nhập khẩu cao cấp từ Mỹ, Úc, châu Âu và Canada. Mình chọn chương trình MBL vì ba lý do chính. Đầu tiên đó là chi phí thấp hơn gần 20% và được hỗ trợ cho vay từ đối tác về Vietcombank. Thứ hai là thời gian cũng rút ngắn, thời gian học cũng rút ngắn từ 3 năm xuống còn tầm 2 năm. Và lý do thứ ba là lý do quan trọng nhất, đó là khi mà mình được tuyển dụng thì mình được ký một hợp đồng đào tạo với Bamboo Airways, cam kết là sẽ nhận mình sau khi mình hoàn thành khóa học với đầy đủ chứng chỉ, kỹ năng, kiến thức và cũng như là thái độ phù hợp để có thể trở thành một cơ phó của Bamboo Airways. Thực ra thì tới tận bây giờ mình mới có một kế hoạch tài chính rõ ràng để có thể theo đuổi nghề phi công. Và mình đi làm 10 năm rồi, cho nên là việc mà mình kiếm được một công việc mình yêu thích, có thể tận tâm theo đuổi về lâu về dài thì 30 tuổi vẫn còn là một con số rất là trẻ và vẫn rất là đẹp. Và thực ra thì mình đã nỗ lực rất nhiều để có thể có đủ điều kiện để tham gia chương trình MBL, cho nên là mình vẫn thấy cảm thấy là may mắn và chưa chưa có gì là muộn hết. Thực ra vì là đây là chương trình đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Bamboo Airways và BA đào tạo, cho nên là mình cũng có rất là nhiều câu hỏi cũng như là lo lắng. Tuy nhiên là tất cả những cái câu hỏi và khúc mắc của mình thì đều được gỡ bỏ qua những buổi tư vấn và hội thảo với Bamboo Airways và BA Training. Và đặc biệt là trong quá trình mà mình được tuyển dụng cũng như là mình làm việc với các anh chị nhân sự và đào tạo của Bamboo Airways thì mình luôn nhận được cái sự hỗ trợ rất là tận tâm và chuyên nghiệp, và đặc biệt là mình luôn được nhắc về yếu tố minh bạch trong quá trình đào tạo và huấn luyện. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mình để mình có thể tập trung và an tâm trong việc học tập và rèn luyện và có kế hoạch lâu dài sau này với nhà Trang. Thực ra rất là may mắn khi mà ước mơ đã trở thành kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của mình. Thì ngắn hạn là trong vòng 2 năm sau mình sẽ có được bằng MBL, có được những kỹ năng, kiến thức và thái độ phù hợp để trở thành một cơ phó của Bamboo Airways. Sau đó mình sẽ sử dụng 5 năm tiếp theo tích lũy đủ giờ bay, kinh nghiệm, kiến thức và những cơ hội để mình có thể upgrade lên trở thành captain của Bamboo Airways. Thì trước trước năm 40 mình sẽ là một cơ trưởng của nhà Tre. So good.